Rồi, chào hết cả nhà, mình đã đến với kênh Hoàng Dương Phật Pháp nha cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ quay cái vườn thuốc nam mà mình đã trồng để mà chia sẻ đến quý bổn đạo khắp nơi gần xa ha. Thì cái cây này là cây thạch anh nha cả nhà. Thì thạch anh này có công dụng và chức năng rất là hay trong việc điều trị ung thư cả nhà. Ung thư thì ung thư bao tử nè, ung thư đường ruột, ung thư vú hoặc là ung thư ở dưới và ung thư nói chung là các loại về ung thư cả nhà, ung thư phổi, ung thư gan thì rất là hay. Thì nếu như mà ai có bệnh ung thư á, thì các bạn tầm về uống ha, cái này là mình sử dụng hiệu quả lắm. Thì ở đây là cái vườn thuốc nam mình trồng những loại cây thạch anh vì mình thấy nó công dụng nó rất là hiệu quả và hiện tại là rất là cần với mọi người. Thì mình xem thông tin ở trên mạng rồi, đa phần người ta bán không à. Ở đây thì mình trồng mình cho hết cả nhà, cho miễn phí hết. Nếu như mà cả nhà mình có xin á, thì các bạn liên hệ ở gần thì các bạn có thể về lấy ha, lấy miễn phí vừa số lượng để mình sử dụng thôi. Nếu như mà sau này nó ra dư á, thì các bạn có thể chia sẻ cho người khác ha. Thì vừa rồi mình đang ương nè, mình đang ương để mà mình chia sẻ khắp nơi luôn á cả nhà. Thì cái cây thạch anh này là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Nếu như mà ai có bị ung thư á, mà đang xem trên kênh Hoàng Dương Phật Pháp thì mình có thể liên hệ với mình để mình lấy cái này ha. Thì ở đây mình làm, ở đây là mục đích là chia sẻ để giúp đỡ mọi người đang bị bệnh gần xa đó, không có là mong cầu gì hết, chỉ cần là các bạn hết bệnh là được rồi ha, mà cũng không có lấy đồng bạc đồng cắt nào của ai hết đó, chia sẻ miễn phí 100% luôn đối với các bạn bị bệnh ung thư. Thì bệnh ung thư rồi á, mình điều trị rất là khó khăn, mà trong khi đó có những cái bài thuốc nam, những cái vị thuốc nam mà khi mà điều trị được á, nó hạp á, thì rất là hay. Mình có từng chứng kiến một cái cô này nè, ở ngoài gần quê mình á, bị ung thư lúc đầu da mặt tái nhợt, sau thì ăn một thời gian ăn lá thạch anh nè các bạn, thì sau này mình thấy là da mặt hồng hào nè các bạn, và tiến triển rất là tốt. Do đó mình ấp ủ và mình trồng rất là nhiều thạch anh để mình chia sẻ khắp nơi. Thì vừa rồi mình cũng có làm cái đơn thuốc để mà gửi đi Hà Nội cũng có nè ha, rồi đi Đắk Lắk cũng có nè, rồi cà rồi Đồng Tháp cũng có nữa, một số nơi khác. Nếu như các bạn ở gần thì xuống lấy ha, lấy trực tiếp luôn, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể để mà các bạn sử dụng cho nó hiệu quả ha. Nếu như thật sự các bạn có người thân bị bệnh ung thư á, mà điều trị nó khó khăn, cái tiến trình điều trị nó cần phải kết hợp với cái cây thạch anh này nha các bạn, thì cái bệnh mình nó sẽ mau tiến triển và nó sẽ mau hết bệnh đó. Đó là sự thật. Mình làm cái clip này lên, mình đăng lên kênh Hoàng Dương Phật Pháp, đây là bằng cái tâm huyết của mình luôn, chứ mình không có vụ lợi hoặc là buôn bán cái loại cây này nha, hoàn toàn không có nha các bạn đó. Thì cây thạch anh trong việc điều trị ung thư rất là hay. Nếu như ai có xem được clip này thì để lại comment ở dưới, nếu như ở xa thì các bạn có thể là nhận qua đường bưu điện ha, mình có thể gửi bưu điện cho các bạn trồng, phí ship thì không có mắc, khoảng trung bình khoảng từ 50.000 đổ lại thôi. Vừa rồi thì mình cũng có gửi một cái đơn ra Hà Nội thì chỉ phí ship chỉ có 50.000 thôi các bạn, rất là rẻ đó. Còn các bạn ở gần các tỉnh miền Tây thì các bạn có thể liên hệ mình mà trực tiếp về quê mình mà các bạn lấy thuốc ha, miễn phí 100%. Trong khi đó thì mình dường như mình xem trên các trang web trên mạng á, một số trang á, để là bán nha các bạn, một cái nhánh nhỏ thì thôi bán có thể là giá 60.000 đó, rồi nó đây mình cho mình không có tính tiền ha. Các bạn có thể về đây và lấy 3-4 nhánh 4-5 nhánh thì mình về mình trồng mình sử dụng đó. Nếu như hết thì các bạn có thể trồng thêm, nhân rộng là cho thêm mọi người khác để người ta cùng sử dụng ha. Tại vì hiện tại là cái bài thuốc này quý quá mà ít người trồng lắm quý vị, với lại là số lượng không có đủ cho. Biết người trồng nhưng mà người ta không biết công dụng, đôi khi người ta bị nhật lời đi đó. Mà trong khi cái bài thuốc thạch anh này trị ung thư rất là hay, thạch anh với đưa chuột nha. Đưa chuột thì mình uống vô mình sẽ giải độc, còn thạch anh thì mình điều trị trực tiếp luôn. Trong cái thạch anh nó có chất mủ, và chất mủ này thì rất là nóng nha quý vị. Nếu như quý vị ăn vô thì nó sẽ nóng nóng ấm 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 lên, và đó là nguyên nhân, và đó sẽ là cái mà cái cơ chế để mà điều trị ức chế cái tế bào ung thư đó quý vị, hay luôn á đó. Thì đoạn clip mình chia sẻ thật lòng, ai mà có mắc bệnh ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo mà gia đình có điều kiện thì mình không nói ha, còn những gia đình khó khăn nghèo khổ mà lỡ mắc căn bệnh này rồi thì giai đoạn 1, dù ở giai đoạn 2, dù ở giai đoạn 3 thì hãy tầm cho mình cái cây thạch anh này về để mình điều trị, mình uống hết cả nhà đó, mình ăn. Thì thạch anh điều trị là mình ăn cái lá, buổi sáng mình nhai 3 lá thôi, buổi chiều nhai 3 lá, cứ vậy thì mình làm hoài đó, ăn đến khi nào hết lá thì thôi quý vị.
Nhưng mà mình ăn như vậy nó sẽ điều trị và nó ức chế cái tế bào ung thư á, ngày ngày một tiến triển tốt ha. Tại trường hợp này là mình đã thấy thực tiễn rồi, và mình đã nghe nhiều cái trường hợp hết bệnh nhờ cái cây thạch anh này lắm đó, nên mình mới mạnh dạn mà trồng để chia sẻ cho quý đạo bổn đạo gần xa trên cái kênh Hoằng Dương Phật Pháp này, hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều người ha. Nếu như mà ai cần thì liên hệ với mình. Rồi, mình xin giới thiệu sơ về cây thạch anh như vậy và cái vườn thuốc nhà mình. Mình xin chào tất cả quý đạo hữu, tất cả mọi người đang xem trên kênh. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.